Rồi chào ở nhà nha. Chiều mình có một chuyện mà nên mình không có đi theo Đạt văn câu được. Thì bây giờ cũng tầm 11 giờ rưỡi rồi, hai anh em mình chuẩn bị ra thăm câu. Đó, bên kia cái tàu du lịch kìa. Tàu thường thường mấy khách Tây đó bạn. Họ lên đó đi du lịch đó, vừa ăn uống nghỉ ngơi luôn á. Tàu tối nhìn đẹp ghê, đèn sáng chớ chứ. Biết tình hình cá mắm tối nay không biết sao đây. Dạo này gắn ông mang chúa mình nữa bạn, bà ghen quá. Tại đi câu đêm nè, nhầm khi mình đi tới sáng mới về, chiều thì đi nhầm khi giấc trưa cũng vậy, sáng sớm cũng vậy, đi tới chiều tối tới khuya mới về 12 giờ. Có bữa thì 12 giờ đêm về tới nhà, có bữa thì 3 giờ sáng, có lúc thì sáng chân luôn. Như là dạo này bà xã có thai đó, nên cũng việc tùm lum hết trơn bạn ơi. Cái phao chớp chớp đằng kia, xanh xanh đằng kia đó, Đạt nó dặn câu chỗ đó đó. Dạ hai anh em mình chuẩn bị cuốn câu bạn ơi. Trời ơi, ếch kêu bạn nghe kêu ghê hồn không đó, mắc cặp á đó. Đó, ủa kêu quá trời kêu luôn. Hôm nay kiếm cá khủng khủng rồi Đạt ơi, cá ngát cá sủ khủng khủng 2 kg mấy trở lên. 2 kg mấy trở lên là mặt Đạt tươi tắn liền à. Thời gian hàng hiếm, cá ngát nước ngọt thì nói chung kích cỡ nó không bằng nước mặn với nước lợ. Có mà nhưng thường kích, đầu nằm lắm. Thường kích cỡ nó không bằng. Bị đứt cái viền câu bạn, nãy mà vừa kéo cùng gạch neo lên là đứt luôn cái viền rồi. Lên trời đúng chỗ rồi, ô, nọ. Trời ơi, sổ, gì vậy? Phèn, bị liệu. Ủa, có cá gì dưới đây nữa? Hả? Có cá vực luôn, cái đầu trên này ngay cái dạo mỏ bảy này ngon lắm. Ủa, chưa hết là thấy xôn xao quá vậy. Thiệt, cái mỏ bảy này cá đây. Đứt cái viền phao dưới kia rồi. Mới kéo lên được cùng gạch hay sao, đứt cái bực luôn. Hai này mình mới chạy ngược lên trên đây này cuốn xuống. Ủa, cá bự gì thấy sao ha. Đó, 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 đó. Sủ. Trong bóc rồi luôn. Bây giờ luôn. Nuốt lưỡi. Rồi không được. Cá em bỏ làm sao rồi lấy giùm em. Xốp cắt bọc cái lông. Trắng phao. Có hú to xa. Có hú to xa nằm ngoài này nha. Thôi giúp chồng. Chạy gẹt tới gẹt lui rồi. Bực. Mình với Đạt dân câu chưa có con cá sủ nào mà trên ký gửi không. Anh em đang săn lùng. Mong là hôm nay bà cô bà cậu đãi nha, quất con khủng khủng. Rồi ở bột mì long. Trên này có cá nè ha, tôm thấy ít nè, hết mồi cũng nhiều nè. Ngâm lâu quá. Có cá sáng, cá xinh tới, đỏ, có cá gì chứ. Tôm mặn. Ồ, sủ, dòng. Có cá khác ở dưới á. Con này giọng sống. Con này nó vàng vàng. Vô sủi vàng là thôi ấm hỉnh. Mà sủi vàng nước ngọt không có. Quất con sủi vàng là Đạt sau này đi văn câu là mua bo bo chạy. Xa dữ ta.
Cái lạc, trời ơi, cái lạc nó chút xíu à. Này đạt nó cẩu đồ chảm. Không, con này dính ngoài. Hả, có nước lưỡi không? Xem quăng quá trời. Đó. Trời ơi, cái lạc chịu đời nổi không? Lưỡi câu là như thấy móc ngoài mình đó vậy. Cắn. Cắn đau lắm. Còn cái cái gì 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 cũng phải ăn dính từ cũng hay. Đó, sủ. Ừ, sủ sủ sủ. Được được được. Ngon lành. Sủ sủ. Đạt dụng cá với người ta lấy cá muốn lộn họng. Dời mấy thùng lại cho nó dụng cá gần đây dễ đấy. Phao quá trời luôn rồi. Có giật băng băng gì không nè? Không không. Họ sủ. Sống không thấy im ghê à? Còn. Còn mà nó không nhích chút nhích gì hết nè. Tối nhìn cái sủ nó óng ánh nhìn đẹp. Vô mày. Vô. Dưới góc này thấy nặng mà. Con ngắm dọc dằn mấy cái lỗ này. Đạt nó vẽ cái lỗ này dữ lắm mà. Trời ơi, sủ. Sao cỡ một à. Xịt điện. Xịt điện chạy vù vù vù. Vô. Quá trời, gỡ lục bình. Này dính ghẻ lục bình trầm trọng luôn, đang lùi cọng dây luôn. Ây da. Quá. Nặng rồi. Mong là cho nó lên. Lỡ có chuyện gì hơi mệt à. Tại cái diện dưới bị đứt rồi. Lên đây, lên. Quá. Lên đi chặt. Trời ơi, rồi phải đập máy chạy rồi. Máy đạt. Lạnh quá thì sao, tao bao ghi nó không có lửa luôn sao. Mong là sẽ lên luôn, đừng có đứt dây nha. Đứt dây là hai anh em mình mệt mỏi thiệt luôn á. Gà nó lâu lắm mà. Wow,
quay cái xuồng ghê. Rồi lên rồi, mừng quá. Cá mắm, trời mới nhắc cá mắm đâu lên luôn kìa. Ở chặn đứt chỗ đứt cái diện câu nữa mà. Bữa nay đứt diện tè le tắt lét chân luôn các bạn ơi. Chứ thằng Đạt với ba thằng Đạt văn nó chém nhau ấy, chồng diện nhau. Ba thằng Đạt đang ngồi đợi trước á. Đi chồng diện lên rồi. À, ngát ngát. Manh động mày. Manh động hả? Lúc này ngồi nói chuyện trong chùa nắng. Ừ, sủ, sủ dâm. Nhìn cái sủ nhìn đẹp kìa, kìa con. Đừng nó mắc góc sẻ cá uổng lắm à. Ừ, anh lên rồi, chưa chừng. Cá bự à, sai sai. Ô sủ bành kỳ kìa, phịch lên. Ủa, ô cái chuyện. Ôi bành kỳ luôn á. Ở ngoài luôn. Đó, ngoài đi. Con này qua teo hả? Ừ. Ồ cái sủ nè. Hả? Hờ lên sủ nữa kìa. Giò tao đá bành cứng lắm. Cả cá này chắn quất giò tao là cá xỉn nghiễn liền. Vô. Ô, được à, được à, được à. Ba đang đang ngồi đắng mở đèn đắng. Ngồi đợi đắng. Nghe đang hút thuốc đắng. Đi đâu bữa nay lục bình lục biết gì quá trời quá đất. Lẹo. Ừ, lẹo. Là mặt nước nó phình luôn vậy nè. Lòi bao tử ra. Ừ, dễ dữ mày. Chơi dễ mày. Cắn bốc. Cắn nhìn cái 16 rồi. Vô.
coi chuyện đời nó mà đạn ba đạn với đạn căng như gì đâu thẳng bằng luôn. Nó chồng lên nhau cưa xé chân mồi cá dính gì đó da sảy chân. Bơi vô trong á Đạt, móc vô trong coi. Ba đã văn câu mồi ốc hay còn văn câu gì đừng quen cái sủ. Không có như này không không đến năm trăm mà còn có hai con cá neo mà mẹ ơi còn cái nhỏ không hả ở tại tôi chăn cái út nữa út sáng cái sủ cái giống giấy mà thờ cái sủ đây đi cầm câu bên đây thì ba nạt cầm câu bên đây nè. Ồ hai con luôn sát bên ờ được nha được nha. Có gà mua nãy giờ anh em gà thấy bà luôn rồi nó đứt hai cái đầu phao hết trơn. Ngọc thị kiếm bao thiệt chứ không mình lên luôn mà có hay chưa mấy cái sủ à được chưa. Còn nữa nè. Ồ ồ vô nha vô nha. Sát qua rồi bạn ơi ngồi vô. Hên là nó đạt chân sau đó nha. Bông đi ra rồi. Không vô rồi, rồi chảy nữa. Kết dòng không hả bạn? Bảy năm con à, cá sủ bảy năm con à. Cái này mồi còn nhiều dữ ta. Cái gì nào đi bắt đầu. Lục mình lục béo gì tùm lum hết trơn, lá chuối gì. Úi.
lo nó giật hai con gạch không biết. Vậy là hồi nãy bắt nó câu vài em muốn được kìa, được chưa? Em lo nó. Ông nát ông đồng phao lại đó. Đó đó. Giật giật á. Có cá, có cá. Thôi thôi, cá neo cá gì. Đó, có cá sống thì nữa kế với con cá ngán đi đâu. Có hai con thôi rồi. Cá này cá gác neo lưới dính lại. Cá này cũng bự bự kìa. Ừ. Này bự bự á, nặng một. Ở xa quá mà nó giật gì con cá bự à. Ngát hay sủ đây. Này. Vào cá tư ha. Cá này cá lắm. Ra gì con cá này bự rồi. Bài sao giờ ông ông lủi tút trong trời. Mày biết. Vậy là nhập con tút rồi. Bà em ăn lạng dữ. Nhẹ vậy đó. Ừ, nó sống đi tối nay và mai ông coi cái video này nó dữ dằn ha, cho nó sống sau lưng ta. Một cái này da mượt rồi thiệt à, nãy giờ xa lắm rồi đó. Giờ có sức ra nó thì sao. Chứ nó còn gì gì dưới đây. Còn xa. Xa mà nó bự á. Đâu lên mà có một cái. Cười lộn gục luôn. Cá ở hai cục gạch thì chưa tới. Dưới ha. Khủng ai khủng 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 Hugo à. Bự nó mới chạy xa. Cái này tép còn nhiều. Chậm. Ít giá phải dị chứ. 700 gram. 700 gram à. Mình làm tí dính con. Nhỏ hơn con này. Bảy trăm gram trên. Vô. Nhân tới 300 màu rồi. Con xuống là cùng 10 bịch ấy sao. Cái sổ nuốt lưỡi luôn. Chạy lại tưởng đâu chú lên nữa kìa chú vàng. Chú vàng cá đực. Cá đực nó vàng. Này hả, cá đã rồi chứ vàng hức luôn. Vô ngán nãy giờ có con một trời. Con bự không? Còn 200-300 vàng. Mở vàng nè. Rồi góc nữa gì rồi. Wow. Cái mô 70 hết rồi đây. Tới đây nãy được rồi. Dính nổng hay gì vậy? Dính nổng. Nghe giật giật. Dạ. Hồi nãy ba Đạt ngồi đợi Đạt, bây giờ Đạt phải ngồi đợi ba Đạt tới. Vậy nó bị chẹo nhau. Chéo nhau trời.
Rồi hết viền rồi bạn ơi. Chỗ đứt nãy nè. Bên này à, tính ra không trúng hung mà. Do viền câu nó chéo nhau nó xíu nhau hết trơn á. Cá sảy tùm lum hết trơn. Dạ. Dạ nó giặt á. Giặt mấy cái nó sảy sang ta. Cũng thì nó dễ sảy hơn cái ngát. Đâu con cá ngát nó dễ sảy nha. Không có con ngát con giật con này tát mẹ nó. Cá sủ cũng dễ nữa, cá nào cũng dễ nha. Cứ cái này. Nước lử trơn. Này vàng đạt hai mớ lưỡi nè. Quá trời. Rồi hết luôn vàng luôn. Rồi, bây giờ hai anh em mình về bạn ơi. Bữa nay gặp sự cố ngoài muốn nên về hay trễ. Bị kẹo câu lắm mà. Rồi đợi ba đạt cuốn câu xong mà hai cha con về chung luôn cho vui. Giờ cũng tầm gần 2 giờ rồi đó. Để chút nữa về nhà rồi mình quay thành quả cho bạn xem ha. Nói chung bữa nay thắt chứ không được trúng lắm. Rồi về tới nhà bạn ơi. Đây thành quả hai anh em nè. À, bữa nay dính cái sủ không à. Hình như có con còn cá ngát. Đó, nổi phình phình đi kìa. Cá ngát. Rồi, mình cũng xin kết thúc video ở đây mà. Chúc cả nhà xem video khỏe nha.